Tổ chức Văn bút Quốc tế có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ nói rằng Việt Nam là một quốc gia độc tài, kiểm soát khắc nghiệt các quyền tự do của con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt ý kiến. Theo Văn bút Quốc tế, những người cầm bút, những blogger, những nhà báo Việt Nam thường xuyên đối mặt với những sách nhiễu của lực lượng công quyền mặc sắc phục cũng như là những hung thủ giấu mặt. Họ thường bị bắt giữ tùy tiện, bị ngược đãi và tra tấn trong những điều kiện tù đầy tệ hại. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với các giới chức quốc phòng, ngoại giao và Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày hôm qua. Ông Harris đã hoan nghênh sự hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ trong thời gian qua về những hoạt động nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết những hậu quả của cuộc chiến Việt Nam như rà phá bom mìn, tẩy chất độc da cam. Một số tổ chức dân sự độc lập Việt Nam công bố một bức thư hiệp thông với các chức sắc tôn giáo và ngư dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì môi trường chống lại nhà máy thép Formosa, thủ phạm đã gây ra thảm họa môi trường biển làm cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung. Lá thư đề ngày 26 tháng 10 và được trang mạng Post Việt Nam đăng tải.